giới thiệu với anh em một chiếc xe tay ga của nhà Honda, số lượng hải quan chính ngạch đếm trên đầu ngón tay. Wow. Và nó có giá 80 triệu đồng. 80 triệu đồng cho một chiếc xe cũ chứ không phải một chiếc xe mới nha anh em. Và xe này thì trường hiện tại thì nó không có nhiều số lượng xe, cho nên là khi các bạn chúng ta muốn mua cái xe này chúng ta phải săn các bạn ạ. Và chiếc xe này đã được giao cho Sơn Quận Nhất thực hiện bản độ. Thì trên chiếc xe này nó sẽ có cái gì, Phương sẽ chia sẻ cho anh em ngay sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trailer. Rồi, để nói về Honda Lynk này thì Phương đã có dịp được chiêm ngưỡng một bản độ gần hơn 500 triệu. Thôi, mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Full Array tại Việt Nam và hải quan chính ngạch là tất nhiên. Thì cái mẫu xe này là mẫu xe chỉ có một người chạy thôi các bạn. Các bạn có thể thấy là nếu như chúng ta để ý được cái yên của cái xe này thì nó rất là rộng. Tuy nhiên, nó không có đồ để chân sau các bạn. Và chỉ có một người chạy thôi. Và thị trường Nhật khi mà chúng ta mua những cái đồ chơi cho con xe này thì các bạn phải đặt về. Và tất nhiên thì nó có giá rất là cao chứ không phải là thấp. Và xe này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất đáng để ngạc nhiên là từ 60 đến 65 cây một lít. Là cái xe này thì các bạn chúng ta là mua cho vợ, cho mẹ hay cho người yêu chạy là cực kỳ dễ thương mà không phải bàn cãi. Thì bản đồ lần này mình đã gắn cái gì? Thì đầu tiên các bạn cũng thấy được là mà chủ xe sơn vàng áo màu hồng phấn, sơn mới nha. Rồi, chủ xe sẽ sơn một cặp mâm màu rơm vàng. Đây là mâm zin của Honda Lynk nha anh em. Xe này 50 nha. Rồi, về cái dàn chân trước thì Vương giới thiệu cho anh em luôn là chủ xe đi một cái cặp vỏ Michelin bánh size 10. Và khi anh em nói cho mình thì là phục zin, heo zin và đĩa zin. Đĩa zin con xe này thì chỉ có size 160 thôi. Và cái chủ xe đã yêu cầu, mình đã nói với chủ xe là nếu như anh muốn gắn những cái dòng heo khó như thế này, heo RRS của Taiwan, thì anh phải lên một cái đĩa size lớn hơn để bố của con heo này có thể ăn hết với mặt đĩa, tăng cái tính an toàn khi di chuyển. Thì cây phục RRS này là chân dưới mẫu carbon. Và ti của nó là ti lớn hơn xe zin, cho nên là khi gắn vào trong cái xe này thì là phải tiện lại cái chẳng ba ha. Rồi, thì trong cái cây phục này thì đây là cây phục racing dành cho những dòng xe Dio tại Taiwan. Và RRS này là họ là thương hiệu rất là lớn tại Taiwan. Cái đĩa racking size 190 thì mình sẽ làm lại một cái lồng, một cái hất nối phía trong để gắn cái mâm Honda Lynk, chứ cái lỗ ba lỗ trước nó gắn sẽ không vừa các bạn. Rồi, về bát CNC thì con này cực khó nha các bạn. Cái chân phục ở dưới anh em cũng thấy được, đây là chân phục nhôm ha. Thì khi mà muốn gắn con heo này thì cái đĩa của nó, cái size của nó tăng là phải cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là anh em phải làm bát làm sao nó cập vào trong cái ti phục mà chúng ta không tiện vớt cái chân dưới, để tránh cái việc là sau này chủ xe họ tháo ra họ về zin thì sẽ không ảnh hưởng tới chân phục. Rồi mình sau khi chạy bản mẫu thì mình sẽ chạy cái bát CNC luôn và mình nhuộm đen. Sau đó là mình gắn hết tất cả chi tiết ốc titan và heo RRS này là Phương tìm hiểu có giá rơi vào khoảng tầm hơn từ 4 cho tới 6 triệu ha, tùy thời điểm. Và cặp phục này thì Phương cũng không có nắm giá rõ nhưng mà nó cũng tương đối mắc. Để rắc kinh thì nó tầm 2 triệu mấy thôi. Rồi, dây dầu thì mình bấm lại tối ưu hóa nhất cho cái việc phanh thắng cho con xe 50 này. Thật ra mà nói á, là gắn đồ chơi thì nó đẹp hơn, nhưng mà về đồ zin thì nó vẫn sử dụng ok. Thì anh em cũng thấy được là trên cái dàn ghi đông trần của con xe này, anh chủ xe ảnh gắn, ảnh mua cái mão chắn gió. Đây là mão chắn gió Loose and Lay cho Honda Lynk nha anh em, chứ không chế gì hết. Rồi, anh quyết định là úp một cặp tay, bên tay phải sẽ đi tay Rambo RCS 14 và khúc gãy là khúc gãy ngắn, bên phải sẽ đi TWM. Đây,
cũng là khúc gãy ngắn luôn. Và hai cái khúc gãy này sẽ đồng bộ về thiết kế. Mình nói với anh là mình sẽ bẻ cái bát bình dầu, cái bình dầu khói Rambo chính hãng này làm sao mà nó cập, nó gọn nhất cho anh có thể. Và ghi đông chừng là một trong những cái chi tiết mà có thể nó là thoải mái khi các bạn gắn tay côn, tay phanh mà chúng ta không cần phải khoét nhựa gì hết, rất là thoải mái. Rồi, về cái bao tay thì anh gắn bao tay Daytona và cái gù bên ngoài mình sẽ gắn gù inox cho anh. Thì cái cùm Rambo và cùm TWM này sẽ không có chân kiến. Và khi anh gắn cái kiến Kitaco này thì mình phải mua hai cái chân kiến rồi ha. Kiến Kitaco này thì mình đoán vào tầm khoảng hơn 500 ngàn một cái. Các bạn nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà thực chất là những món đồ mini bike khi mà bầu xe nó rất hợp các bạn, rất là dễ thương. Hãy tưởng tượng thử coi các bạn là chúng ta có một người chị gái, em gái, người yêu hay là mẹ chạy cái xe này đi chợ, thì Phương đảm bảo với các bạn là rất là nhiều người sẽ hỏi cái xe này. Và đặc biệt hơn là có về sự tiết kiệm xăng của nó. Rồi, quay về phía sau thì anh chủ nhân ảnh úp một cây phuộc Olin. Thì phuộc Olin cho cái xe này các bạn phải để ý được là cái phuộc này nó phải tính được khoảng không của cái bánh sau, làm sao nó không có nhô đít lên quá cao và nó cũng không quá thấp để bị sậy ha. Và đặc biệt hơn là cái phuộc Olin này nó không có bị cạ vào trong cái dè chắn bùn sau. Rồi, thì khi mà gắn cái phuộc này chắc chắn là phải dời cái boe đi đến phía trước và mình đã làm bát lại cho anh cứng cáp. Đó, cái con xe này nếu như các bạn chúng ta lên full đồ chơi thì số tiền mấy trăm triệu nó cũng không gọi là chém gió đâu các bạn. Và Phương đã thấy được một chiếc Honda Dyn có một cặp tay rất chất lượng, tay bên phải Rossi, tay bên trái hình như là Licoken. Rồi, từng chi tiết, ví dụ như ốc xả nhớt hay là tất cả cái chi tiết dò đạp. Hôm bữa mình có hỏi một cái chi tiết dò đạp hình con cá cho cái dòng mini thì nó rơi vào khoảng tầm 6 triệu một cái dò đạp, kinh khủng. Rồi, bây giờ thì nổ máy cho anh em nghe để anh em tham khảo thêm mẫu xe này và có quyết định là sẽ gắn cho mua xe cho bạn gái mình hay là vợ mình hay không nha. Ok, chúng ta nổ máy. Đây là xe Dyn 50 phun xăng điện tử nha anh em. Để cái bên chứ không nghe tiếng nào luôn á, Phương đầy máy rồi đó. Rồi bây giờ Phương đẩy mít gần nha. Hấp dẫn ha. Một chiếc xe quá êm luôn, đi như xe đạp điện luôn. Dáng thì quá là cute. Dòng mini của Nhật Bản làm là không thể chê vào đâu được. Rồi, dàn nhựa nhám thì zin. Chi tiết mâm rồi này nọ canh chỉnh xong hết rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giao xe cho anh chủ luôn. Và tất cả chi tiết đều hài hòa cho chiếc xe này. Nếu như mà các bạn chúng ta đang có ý định mà sẽ mua chiếc xe này thì phải săn rất là cực đó nha. Và cuối cùng, nếu như các bạn chúng ta đang muốn dọn xe cho vợ, cho người yêu, cho mẹ của mình để đi chợ hàng ngày thì các bạn đừng quên địa chỉ của tụi mình: 191 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5. Các bạn chúng ta có nhu cầu về đồ chơi xe máy xỉ và lẻ, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Sơn qua số 0956767868 và 0902307879. Và lời cuối, động lực để anh em mình có thể làm thêm nhiều chiếc xe độ cho các bạn hơn nữa thì các bạn hãy nhấn nút like, subscribe bên cạnh đó nhấn chuông để mà các bạn nhận thông báo mỗi ngày. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.